Thi, chào chị Thi. Mỹ phẩm hả? Mỹ phẩm chị dùng nhiều lắm, bây giờ biết tư vấn cái nào đây? Ôi, cái bàn makeup hôm nay nó đầy đầy mỹ phẩm hết rồi, không còn chỗ chứa nữa. Cái hũ mà chị hay lắc lắc đó hả? Makeup Trương Nguyễn càng ngày càng đẹp nha bé. Chị yêu ơi, sắp tới mình sẽ gặp nhau đó. Cảm ơn em Nhật Sang.
Tóc nối rồi hả chị? Chị nối tóc lâu rồi mà. Chị nối hơn 1 tuần rồi đó. Rồi xếp cái bàn mới cấp lại thôi, nhiều quá. Hết chỗ để rồi. Chờ em. Đỗ Hoàng Dương. Hay vô. Làm sao mà chất hết cái đống mỹ phẩm này đây. Chỗ chị mưa rồi. Mưa quận nhất cho đến quận Bình Thạnh nè. Đây có nhiều bông tai chưa dùng. Hát hả? Thôi không hát đâu, hát là mọi người ao hát luôn á. Chị dùng son của S2P. À đúng rồi, hôm nay có cái này giới thiệu cho mọi người. Cái này của bé em lại mới đưa thêm cho mình dùng. Trước khi trang điểm á hả, chị có phải dùng kem trước, phải dùng kem, một lớp kem, kem lót trước, kem dưỡng trước, phải dùng một lớp kem dưỡng trước rồi mới make up. Nè, một đống mặt nạ của bé em, của bé Hoa Trần. Đây là sản phẩm của S2B Beauty. S2B Beauty. Nè, mỗi lần nó đưa cho Ly là đưa một đống gì đó, xài hết là dùng tiếp. Cái này là mặt nạ, cái này là mặt nạ. Bữa nay chị không làm gì hả? Giờ mới để ý là nghe nhạc của Tuấn luôn á hả? Chị ở nhà một mình thôi. Chờ em, ai ái. Không đi đóng MV hả? Có ai mời đâu mà đóng. Đây là kem face của S2B Beauty. S2B Beauty. Đi lột cái này ra, Ly nó bóng bóng, khó thấy không? Trước khi make up thì Ly hay dùng cái này. Đây là sản phẩm mà nước hoa rửa cho Ly. Dùng chắc cũng 5 tháng rồi đó. Chị tự make up đó. Chị xài son gì hả? Son thì màu cam. Chị dễ thương quá chị ơi. Em là fan Chi Dân. Em coi MV của chị với anh Dân cực đẹp luôn. Lê Thị Vương, em xem MV nào. Len thì không có đâu. Chị đeo bình thường, chị đeo từ sáng giờ luôn nè. Chị đeo đi ra mắt phim. Phim Sì Chum. Dễ thương luôn á. Chị vừa về. Thank you.
mũi chị cao quá. Tại vì chị nâng mũi nên mũi mới cao thôi. Bình thường thì trước hồi trước thì mũi chị đã cao rồi mà. Mặt chị đang make up rồi, bây giờ không lẽ đi tẩy trang và make up lại hả? Để mai mốt đi, khi nào mà chị có đi đâu thì chị sẽ quay lại make up nha. Nguyễn Uyên hả? Em qua bệnh viện của chị đi, 331 Nguyễn Trãi, quận 1 của bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ của bác sĩ Chim Quốc Thái á. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ thích chị lắm luôn á, nói chuyện dễ thương nữa. Chị tự make up. Hồng Phạm chị, ừ chị đang ở nhà. Để vê la như chị, chị thì thật sự trước kia chị không có vê la gì đâu, do chị làm cầm nè nên nó mới thon lại. À, trước khi make up thì em có thể dùng cái này để cho nó dưỡng da. Đây là dòng kem phai đúng không ta? Đúng rồi. Tại vì mới của bên S2B này em vừa mới đổi hộp nên chị cũng không biết cái mẫu này mẫu mới nè. Hôm trước là chị dùng cái hộp kia. À, mẫu này. À, cái này là dưỡng da, dưỡng trắng da, mờ vết thâm, nám tàn nhang, giảm nếp nhăn, chống lão hóa, chống nắng, giữ ẩm và make up. Đúng rồi, bình thường á chị lừa make up là chị chỉ cần đánh một cái lớp này thôi. Ủa hôm nay nó màu trắng thôi ta, mới đổi vỏ, đổi ấy luôn, đổi kem luôn. Bình thường á là chị Ly chỉ cần đánh một lớp này thôi rồi đánh lớp phấn lên nữa là được. À, hộp này mới. Thơm quá. Wow. Để ngày mai mốt đi make up lại rồi dùng cái này lên. Bảo vệ da cho em thôi. Nè, một lớp kem, một bút serum nè, nước hoa hồng, xong tới serum, xong tới dưỡng ẩm, xong tới chống nắng, xong tới kem lót, xong tới kem nền. Trời ơi, đó, chỉ sơ sơ như vậy thôi là đã hả mấy cái lớp rồi. Bữa nào livestream để mặt mọc đi chị ơi. Chị livestream để mặt mọc nhiều rồi mà. Có mấy cái livestream cũ đó. Với phim sô cô la hay hoa hồng nữa. Hay ơi là hay. Mà kết thúc ổn quá chị ơi. Lê Thị Vương, sao lại ổn? Kết thúc chị thấy thỏa được, chị thấy ổn mà, hay mà. Chị làm cầm với mũi ở 331 Nguyễn Trãi, bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ. Mi, chị bao nhiêu tuổi hả? Chị sinh năm 92. Vũ Nam chờ em. Chờ em. Nhỏ nước hoa hồng chị ăn gì mà xinh vậy. Chị giờ phải dọn cái bàn makeup lại tiếp đây. Nhiều quá. Càng ngày mỹ phẩm mua càng nhiều.
hết chỗ chứa luôn rồi. Nguyễn Thị Bảo Ngân, Lê Thị Vương, em muốn ra phần 2 coi nữa. Phần đó là kết thúc rồi, ở đâu mà ra phần 2 cho em coi nữa. Serum nè. Lên hình thấy bự con hơn ở ngoài hả? Tại vì ở ngoài hơi ốm. MV Người Tôi Yêu. Cái MV đó cũng lâu lắm rồi mà. Chị hát đi nào. Chị hát bài nào đó đi hả Hoàng Trang? Chị đâu có biết hát bài nào đâu. Ai u, bây giờ cái khay son cũng ở chẹt đầy hết rồi, không còn chỗ để đựng son nữa rồi. Giờ này còn đi vlog này nọ nữa không em? Bây giờ chỉ muốn ở nhà ăn ngủ và xem phim, ngoài đi việc ra. Thanh Trà, má yêu Thanh Trà. Bữa gặp trong Lâm Cục Cầu với nhỏ nhỏ mà dễ thương ghê. Nguyễn Quốc Cường, Lâm Cục Cầu là ở đâu nhỉ? Chị bày em cách giảm cân đi. Giảm cân hả? Thì em đừng có ăn tinh bột. Em không ăn tinh bột. Không, chỉ là không phải là chị giảm cân, nhưng mà tại vì chị đã gầy từ nhỏ rồi nên không có mập nổi, chứ không phải là chị giảm cân nên chị cũng chả bí quyết như thế nào. Chị dễ thương. Mọi người nói nhanh quá chả thấy được cái gì. Chị tưởng mua bông tai ở đâu vậy? À, chị thường mua bông tai đâu. Vừa rồi chị đi Thái Lan chơi thì chị có mua một số bông tai bên đó, nhiều cái đẹp lắm, chứ chị không có mua ở đây. Hay là hôm nào chị đi qua đấy chơi rồi bạn nào có muốn mua thì gửi chị mua giùm cho. Nâng mũi gọt cằm bao nhiêu vậy chị? Cái đấy thì em vào cái fanpage của Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ, rồi em inbox cho nhân viên sẽ tư vấn và nói giá, báo giá cho em nha. Bi Trần. Tàu Táo Linh, cảm ơn em. Chị chờ em đi. Chị dùng rất là nhiều loại son. Nếu mà bây giờ kể ra chắc là phải trên 20 loại son. 20 loại. Cứ mỗi cây là chị dùng mỗi màu, mà mỗi màu là mỗi loại, mỗi nhãn hiệu khác nhau. Rồi có khi có những chủ shop á, rồi những chủ thương hiệu họ tặng cho chị nữa. Mà hầu như mỹ phẩm của chị là được tặng nhiều hơn là mua. Chị ít khi mua lắm. Và chị không dùng duy nhất một loại sản phẩm nào cả. Chị dùng rất là nhiều mỹ phẩm khác nhau. Như hôm nay dùng cái này, ngày mai dùng cái kia. Không dùng chết một sản phẩm nào cả. Nên da của chị cũng may là da của chị rất là may mắn, là nó rất là khỏe. Không có bị kích ứng da, không bị nổi mụn. Vi Trần rất thích chị vì sự thân thiện và cởi mở. Em biết trong MV của anh Hồ Văn Hiếu Còn Lại Gì Sau Cơn Mưa. Ôi chị cũng thích bài đó lắm á. Bài đó hay, với lại MV cũng dễ thương.
Bài đó thì lúc đó chị cũng mới vừa vào nghề. Ở nhà cũng đẹp dữ. Ở nhà cũng đẹp dữ, không phải. Thì sáng nay Ly có đi đi dự ra mắt phim. Xong rồi về, xong rồi livestream chơi luôn. Tại vì đang mưa ở ngoài, đang mưa buồn quá không biết làm gì hết. Chị 25 tuổi rồi, sắp 26 rồi. Nâng ngực bao nhiêu vậy chị? Hình như chị nhớ là tầm như à? Hôm qua mới nói, hôm nay quên mất tiêu rồi. Chị Ngân ơi, thả tim nhiều quá, không mỏi tay hả em? Nabi Hồng Thắm, em thích chị trong MV Làm Sao Đây của anh Quang Anh. Dễ thương lắm. Cảm ơn em. Lâu lắm rồi chị cũng không có tham gia quay MV nữa. Hầu như là chị đi quay phim và đi quảng cáo thôi. Màu son của chị là màu màu cam. Chị có hay coi mấy loại phim ngôn tình Mỹ không? Ủa, chị ít xem phim ngôn tình Mỹ lắm, chị chỉ xem phim ngôn tình của Trung Quốc thôi. Chị thích cổ trang Trung Quốc. Chị cười nhìn giống Lý Nhã Kỳ. Trời ơi, được giống Lý Nhã Kỳ luôn. Chị dễ thương. Sao mọi người khen chị nhiều quá vậy? Khen chị tí nữa mũi chị đã nở to luôn. Chị đang ở nhà một mình, rất là buồn nên vào tám chốc với mọi người nè, không biết nói gì hết. Giá như mà chị biết hát thì hát cho mọi người nghe ha. Đó, biết ngay mà có người bảo hát đi kìa. Chị xài màu mắt hả? Thì mắt màu cam, má cũng cam, môi cũng cam luôn. Chị đẹp thì khen thôi. Cảm ơn. Trời ơi, bữa nay Kha Huỳnh cũng vào xem mình livestream nữa kìa. Cười tự tựa giống với Nhạc Kỳ. Thôi, phòng chị đang bừa bộn lắm, không quay qua đâu. Chị không đi làm mà sao rồi? Hôm qua chị mới đi làm rồi, hôm nay thì không có show gì. Sáng nay thì có đi họp báo phim rồi về thôi. Tối nay có gì vui đây, Kha Huỳnh? Thôi, tối nay em không có đi đâu nữa. Hôm qua đi sinh nhật về khuya mệt lắm rồi. Chị dùng gì mà trắng thế? Chị dùng dưỡng da, dùng kem dưỡng. Cách giảm cân thế nào hiệu quả? Từ trước tới giờ, từ bé tới giờ thì có à, không, không nói, không có được. Sài Gòn đang mưa hả chị? Sài Gòn đang mưa, không biết còn mưa không nữa. Hiện tại cũng có một số người đang theo dõi Ly livestream và không biết mọi người có hỏi gì không, có muốn nói chuyện gì với Ly không. Chị Hương cũng vô ngồi xem em tám dốc hả? Bao giờ chị định lấy chồng hả? Câu hỏi này hay nè, câu hỏi này rất rất là nhiều người hỏi luôn. Chị nói cho nghe. Hồi Tết chị về về quê thì chị Ly có nói với lại ba má với lại bà nội là chị Ly sẽ không bao giờ lấy chồng. Tại vì
thấy đàn ông con trai bây giờ khó tin tưởng quá. Thứ nhất, thứ hai là rất là sợ sinh em bé nên không muốn lấy chồng, mà lấy chồng là bắt buộc phải sinh em bé, nên là chị rất là sợ có em bé. Đó là hai thứ không thể lấy chồng được rồi. Thứ ba là không thể nào làm dâu được. Và bởi vì chị Ly không có thích gò bó, hay cũng không có thích người khác sai khiến nhiều, hoặc là không có thích chiều chuộng người khác nhiều nữa. Đó cũng rất là nhiều yếu tố rồi. Rồi tiếp theo là chị Ly không thích ràng buộc. Nếu mà sau này có quen ai đó thì chỉ là yêu nhau hoặc là đi chơi với nhau, đến với nhau như vậy thôi, chứ không có muốn lấy chồng, hoặc là không có sao nhờ phải nói là thôi. Nó tóm lại là như vậy. Nếu mà có yêu ai thì sẽ yêu thôi, nhưng mà không bao giờ lấy. Và nhưng mà bố mẹ là bảo là nếu mà không lấy chồng á thì sau này già đi rồi ai nuôi. Ở vậy cho nó thèm. Già đi thì ai nuôi? Thì chị Ly mới bảo là thì sau này, tại vì Ly còn có hai em trai nữa, thì sau này hai em trai lấy vợ rồi thì sẽ sinh con, thì Ly sẽ nuôi con của hai em trai đó. Rồi sau này cũng không có cần nó trả ơn, thì sau này già rồi thì vô viện dưỡng lão ở thôi. Đúng không? Hợp lý không? Lấy vợ đi chị, khỏi sinh baby. Chị cùng quan điểm với em hả? Có ai cùng quan điểm với chị không? Nhưng mà thật sự thì cũng chị cũng không có biết được tương lai là mình có thay đổi cái tư duy đó hay không, nên chị mới nói với lại ba mẹ là nếu mà năm 30 tuổi thì thời điểm đó Ly có đang yêu ai đó, nếu mà được thì sẽ cưới vào năm đó luôn, còn nếu không thì sẽ không bao giờ cưới chồng nữa. Thế thì uổng lắm. Sao mà uổng? Không có chồng thì thôi. Đâu nhất thiết là con gái phải đi lấy chồng đâu, đúng không? Cũng đâu nhất thiết là con gái phải bắt buộc phải sinh con, đúng không? Trần Mỹ Loan, chị Lê có bí quyết gì mà nhìn càng ngày càng trẻ vậy? Chị cũng không có trẻ lắm đâu, chị cũng già rồi. Do mình biết cách make up, biết cách chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình thôi. Quê chị ở đâu? Quê chị ở Nha Trang, Khánh Hòa. Vậy thì buồn lắm hả? Không có chồng thì buồn lắm hả? Ồ, không có chồng thì mình còn các bạn bè, còn có người thân mà, đúng không? Nguyễn Bảo Xịn, đúng rồi, chị mặc áo cô dâu rất là nhiều rồi, nên không biết là sau này cái cảm giác mà lần đầu tiên mặc áo cô dâu nó như thế nào nữa, tại vì mình mặc quá nhiều rồi. Để em cưới chị. Chị thích lấy chồng cao to hay thấp bé? Chị thích người yêu của mình phải cao hơn mình nửa cái đầu hoặc là một cái đầu, không phải cao quá. Cao quá nhìn nói chuyện, mỗi lần nói chuyện nó không phải ngước lên, hay là lúc mà hôn nhau là phải không, nó phải nhón lên, đúng không? Chị nâng mũi ở bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ của bác sĩ Chiêu Quốc Thái. Nãy giờ tại vì á, mọi người nói nhiều quá nên cái tin nhắn nó cứ chạy lên á. Chị Ly thấy được tin nhắn nào, thấy được cái comment nào thì trả lời comment đấy thôi, nên có những cái bạn nhắn mà Ly không thấy á. 1m8 cũng được, 1m8 từ 1m75 trở lên là được rồi. Chị cao 1m65, 64, 65 gì đó, tầm khoảng đấy. Tóc rớt rồi. Làm sao hết thâm vùng mắt vậy chị? Tại vì từ bé giờ chị không có bị thâm vùng mắt nên chị không biết cách như thế nào. Chị sinh năm bao nhiêu? Chị sinh năm 92. Chào chị. Chuẩn bị làm gì hả chị? Không, chị mới đi Việt về, mà trời thì đang mưa, mà bây giờ thì còn sớm quá nên không ngủ được, nên livestream nói chuyện tám dóc chơi với mọi người.
Thôi chị không đi thi hoa hậu đâu. Chị kiếm chồng cao chắc khó lắm, bởi vì chị cao hơn mấy người đàn ông mà em mà chị kiếm. Ủa là sao? Chị đâu có cao lắm đâu, chị có mét 64, 65 là cũng là dáng chuẩn của người Á Đông thôi. Chị dùng mắt màu cam. Chị mập lên tí đi hả Phương Trinh? Chị mà mập lên đó là nó không có mập tay chân đâu, cái mặt chị nó sẽ tròn ra, bụng nó sẽ tròn ra. Nhưng mà cũng không mập nổi, cái đó là do chị ngủ nhiều quá rồi mặt nó tròn ra thôi. Có, chị cắt mí, chị cắt mí. Em thấy tấm hình bữa đó nhìn chị cao là do góc chụp thôi em, nếu mà em chụp từ dưới lên á thì nó sẽ cao thôi, hoặc là em sẽ để máy nghiêng nghiêng á thì nhìn chân mình rất là dài. Mặt tròn dễ thương đó chị. Chị không đi đâu chơi hả? Nếu mà chị đi chơi thì chị đâu có ngồi đây nói chuyện với mọi người đâu, đúng không? Sài Gòn bây giờ đang mưa rồi, lúc sáng thì nắng thì là nắng, giờ thì mưa. Thời tiết mà dễ bệnh lắm á, mọi người ra đường cẩn thận nha. Hôm nào chị quay make up đi. Chị có quay make up rồi mà, nhiều lắm. Em cứ vào cái chỗ, mấy cái chỗ mà video của chị đó, có mấy cái clip mà chị make up á. Tóc chị hả? Thì chỉ dùng dầu gội, dầu xả là xong rồi. Chứ hả, chị phá tóc lắm. Một tháng chắc chị nhuộm tầm 3 lần á. Tóc chị nối mà, nối mới dài được như này. Tóc thật của chị nè, tóc thật của chị tới đây thôi nè, tóc thật. Linh Nguyễn mặt tròn nhìn dễ thương như hồi học cấp 2 á. Cấp 2, cấp 3 cũng mặt tròn mà, mặt bầu bỉnh. Em cao 1m58, nếu mà cả thế giới đàn ông bị đồng tính hết ngoại trừ em thì chị có yêu em không? Chị không phải yêu vì cao quá hay là thấp quá, nhưng mà cái đó phải tùy duyên. Khuôn mặt chị sắc sảo, nhìn chị ăn ảnh, nhìn chị đẹp hơn mấy người khác nhiều. Quách Tiểu My, cảm ơn em có một cách nhìn như vậy. Cảm ơn chị đã nhắc nhở mọi người nhé. Yêu chị Ly. Tàu Táo Linh, Linh Nguyễn có nhớ mình không? Linh Nguyễn hả? Ai nhờ? Nhiều người tên Linh Nguyễn quá cũng chả nhớ được. Có chứ, chị nhuộm nhiều bị khô tóc hết rồi nè. Nhưng mà không biết, cũng lì lắm. Thích thì nhuộm thôi à. Nhưng mà mình, tại vì công việc của chị phải thay đổi hình ảnh liên tục nên chị phải bắt buộc phải làm như vậy thôi. Nhưng mà cái gì cũng phải có cách xử lý của nó hết. Chị cười duyên quá. Dưỡng da mặt hả? Chị cứ dùng một lớp kem dưỡng của S2 Beauty thôi. Thì sáng ngủ dậy bôi một lớp, sau đó đi đâu thì make up lên, xong rồi về tối lại đi ngủ bôi thêm một lớp nữa. Đó, đơn giản như vậy thôi. Rồi khi nào mà cảm thấy da mặt hơi khô thì đắp mặt nạ. Anh Trúc Nguyễn, nói chung là Lý nhớ là học mà có lớp học 9 năm 10C 11, nhưng mà không có nhớ hết tên của các bạn được. Và các bạn cũng nhớ tên của mình. Lượm ơi, em thay đổi nhiều quá.
thích xem phim, chị đóng phim lắm. Em đã xem phim gì của chị rồi, Hà Phạm? Mà để mặt giận dữ vậy? Ui ui ui. Không nhớ bà người. À, Trúc hả? Không nhớ bà ngồi gần tôi với thằng Pháp Mập. Hình như là Lượm chỉ ngồi gần Trúc. Đúng rồi, nhớ Trúc rồi, Trúc rờm phải không? Chị xinh quá, nhìn chị đã khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn đáng yêu lắm. Ồ, ai mà thả tim nhiều quá vậy nè, còn để mặt giận dữ nữa là sao? Chị đóng phim Sô-cô-la hay Hoa Hồng cũng chết được. À, hay chết được. Chị cười duyên quá đi. Lấy chồng sớm đi chị ơi. Trời ơi, vừa mới hả? Trình cho một bài về không lấy chồng đây mà. Cắt mí là tiểu phẫu nên không có đau gì hết nha em. Phim Sô-cô-la hay Hoa Hồng ạ. Không rút mình nên mình gần. Nhớ không? Một set bông tai bên Thái có mắc không chị? Hình như cũng rẻ lắm, cũng tùy vậy em. Mấy chục cũng có, 100 mấy cũng có, 200 mấy cũng có. Tùy thôi. Nhưng mà bên đấy thì chị thấy rất là nhiều mẫu đẹp. Người đẹp không cần trang điểm nữa. Không được, không thể hài lòng những gì mà mình đang có được. Như vậy là sẽ làm chúng ta không thể cố gắng hơn. Nâng mũi hả? Nâng mũi không có đau. Tại vì em gây mê. Em sắp cái này cái hình icon mà có cái nước nhiễu ở mũi như thế này là như thế nào nè? Là đang buồn á hả? Hello chị xinh gái Thanh Tâm. Anna Phạm chào em. Bảo Thi, chị cao chị bao nhiêu cân hả? Chị 43 hay 44 cân gì đó. Ủa, Trúc đang ở Sài Gòn hả? Cảm ơn em Hoài Thương, La Stali, Harry Cho. Vẽ chân mày sao đẹp gì chị? Nhắc chân mày mới nhớ lúc nãy bị làm chảy hết một đường rồi. Nè, mất hết cái đuôi rồi nè. Ok, lấy lại cái đuôi rồi. Hoàng Linh. Em ấn icon buồn. Tại sao lại đã ấn icon buồn? Tại sao không ấn tim? Chào em Lê Nguyễn Bảo Trân, Ngô Linh Bột Bột, Bảo Thi. Chị ăn cho mập mới đáng yêu hả? Chị ăn ngoài luôn đó. Thương Hoài, chị vừa mới đi việc về rồi. Chắc là bình thường á, chị mới cúp xong chị mới đi. Nên hôm nay mọi người cứ hỏi chị là đang chuẩn bị đi đâu phải không? Chị tự mới cúp. Trúc ở Thủ Đức, nhớ ra Trúc không? Nhớ rồi Trúc ơi. Nhớ rồi. Highlight hả? Chị dùng phấn. Chị để hôm sau đi. Hôm sau chị đi đâu thì chị sẽ livestream. Trước khi đó chị sẽ livestream để makeup cho mọi người xem. Chứ hôm nay cái mặt của chị đã makeup rồi, không thể tẩy trang rồi makeup lại nữa. Bữa nào gặp uống nước. Lượm đang ở Bình Thạnh. Thank you.
nha. À, chị có dán mí không? Chị cắt mí rồi, chị dán mí làm gì nữa? Nè, mắt chị cắt rồi nè. Chưa? Đâu thấy sẹo đâu. Khi nào rảnh uống cà phê chơi ha. Ừ. Ngọc Ruby tối 7 giờ anh qua nhà đón em chờ. Trời ơi, ai vậy? Nguyễn Thị Mỹ Ngân chờ em. Thằng Linh mở tay quá chị ơi. Trời ơi, em bấm cái icon mặt giận dữ làm gì? Anh làm cách nào da trắng? À, da trắng hả? Thì tùy mỗi người dưỡng da thôi. Thì cứ dưỡng da là da sẽ trắng lên thôi. Nguyễn Bảo Xịn hả? Một năm chị tốn bao nhiêu tiền son phấn hả? Chị nghĩ một năm thì chị cũng không có tốn đồng nào cho tiền son phấn cả. Hầu như là tất cả mỹ phẩm của chị đều được tặng, hoặc là chị quảng cáo cho các mỹ phẩm thì được chủ của mỹ phẩm họ tặng cho chị. Thì khi mà chị nhận được sản phẩm đó rồi thì chị phải quảng cáo cho họ. Thì coi như là chị đã có một bộ mỹ phẩm đó rồi. Nhưng mà chị quảng cáo cho rất là nhiều mỹ phẩm, nên mỹ phẩm chị rất là nhiều. Thì từ đó chị đâu có cần phải mua mỹ phẩm đâu mà tốn tiền, đúng không? Cả quần áo cũng vậy. Hầu như chi phí mà chị làm là để dành và phụ giúp cho gia đình với lại em trai đi học. Thậm chí là đồ hiệu cũng không dám mua, hay là những đồ đắt tiền, hay là đi ăn uống sang trọng cũng chả dám dùng, tiêu dùng nhiều. Đồ tài trợ, đúng rồi, Jimmy, nó đúng rồi đó, đồ tài trợ. Chờ em Dương Trương, xì kê, Trần Hữu Phương. Em có rổ phim cho chị đó. Makeup là chị tự học hay là chị học makeup? À, makeup á hả? Là chị tự biết. Có nghĩa là thì chị đã vào nghề cũng lâu rồi mà. Thì makeup cũng đơn giản thôi. Khi mà chị đi làm việc á, đi quay hay đi chụp hay là đi đi dự sự kiện thì các anh chị makeup thì makeup cho mình, thì lúc đó thì mình để ý là gồm những cái gì thì mình học theo thôi, rất là đơn giản. Sao đóng clip anh chị như vậy cho chị biết. Phương Rose, chị có định đi du lịch không hả? À, chị rất là thích đi du lịch nhưng mà thời gian không có nhiều để cho chị đi du lịch như vậy. Em nhấn mí đâu quá không dám cắt mí luôn. Hồng Phạm, chị nghĩ là em nên cắt mí luôn, tại vì cắt thì nó sẽ đẹp hơn là nhấn thì một khoảng thời gian em sẽ phải nhấn lại nữa mà phải đau nữa. Thà em chịu đau một lần rồi thôi, đúng không? Nguyễn Mạnh Duy, em chào chị Luta, dạo này chụp hình hay đi chơi mà đẹp quá vậy. Ok em. À, chị cắt mí ở đâu vậy? Bích Trân, chị cắt mí ở 331 Nguyễn Trãi của bác sĩ Chiến Quốc Thái, bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ nha. Thích clip người tôi yêu của chị nóng anh chị Dân. Thôi, chị Ly có nói gì đâu mà để mặt giận dữ quá vậy. Trùng Dương là em trai của chị. Phạm Huỳnh, sao em không thấy chị đóng clip ca nhạc nữa hả? Lâu lắm rồi, mấy năm trở lại đây là chị không có tham gia MV ca nhạc nữa. Chị chỉ đi tập trung đi phim với lại quay quảng cáo thôi. Với lại cũng chả có ca sĩ nào mình thích để mà nhận lời để tham gia cả.
chị giống Tây quá hả? Sao chị giống nhiều người quá vậy? Từ lúc nào mà nổi tiếng vậy? Chị cũng biết nữa. Hoàng Thảo Anh. À, chào em. Em cưng chị ơi, sale đồ đi ha. À, ok, để khi nào chị sale lại đồ cho mọi người nha. Ai muốn mua thì liên hệ với chị. Tại vì đồ cũng nhiều lắm mà mặc có một hai lần. Nhiều lúc đi quay phim á cũng cần mua đồ mới. Thì đồ đó thì để đó ngoài không biết làm gì. Thế chị thường xuyên đeo lên mà không sao vậy? Chị có cách đeo lên không? Chị mà thường xuyên đeo lên nữa hả? Chị lười đeo lên lắm, tại do hôm nay chị đi event nên chị mới đeo thôi, chứ bình thường chị chả đeo đâu. Bốn người đó là bạn thân của chị đó. Tự kỷ luôn rồi. Phong cách hả? Phong cách thì hồi trước giờ chị theo đủ thứ phong cách hết á. Cái gì cũng có, dễ thương, sexy, cá tính, bánh bèo. Đủ thứ hết. Chị em đều xinh giống nhau. Nhung bé cưng. Mũi chị đẹp quá, duyên chương, cảm ơn em. Màu môi của chị là màu cam đất, bên em có bán gì? Ừ. Chị đâu có dùng cờ môi của, đâu có dùng son của em đâu. Màu son này không phải là màu son cam đất, đây là màu son cam hồng. Lên livestream nó vậy thôi, chứ ở ngoài nó là cam cam hồng hồng. Sai rồi với cô bé, đừng có vào đây PR như vậy nhá. Đúng rồi, ốm thì mặc đồ dễ hơn, mặc cái gì cũng hợp hết. Nhưng mà đừng có ốm quá. Chị thấy chị như vậy là cân đối rồi, đừng có bắt chị mập nữa. Chị là người miền Trung. Khánh Hòa miền Trung chứ không phải là miền Tây. Hay là chị nói tiếng Bắc nhá. Mình sẽ không nói tiếng miền Nam hay là cũng không nói tiếng miền Tây. Nói tiếng Bắc cho nó nhỏ nhẹ và dễ thương. 34, 1.5 đại ca làm gì hả? Nguyễn Vũ Ngọc Tuyết. Chắc là đi chơi với lại mấy con bánh bèo. Hoặc là nằm ở nhà cày phim. Hoặc là nếu mà có show thì chạy thôi. Thành Bia. Cũng là miền Trung. Chị đứng dậy đi hả? Chị bắt chị đứng dậy làm gì? Sao chị nói tiếng miền Tây được hay vậy hả? Trời ơi, chị nói được tiếng miền Tây luôn hả? Chị ốm mà, hu hu, sao chị ốm như vậy được? Tại vì chị ốm từ bé rồi. À, Thảo Vi, chị nói tiếng Bắc đi à. Chị nói tiếng miền Bắc rồi. Ngọc Bảo, em ở Mỹ Giang nè. À, Mỹ Giang là quê ngoại của chị đó. Chị 25 tuổi rồi. À, tự nhiên mọi người có hỏi chị là cách nào làm cho để ốm, làm sao mà chị biết được. À, có nhiều cách mà, uống thuốc giảm cân nè, hoặc là nhịn ăn. Ai bảo mọi người ăn nhiều lắm, chia cho mập rồi bây giờ hỏi thuốc giảm cân. Nói chung á là tại vì từ nhỏ giờ là Ly rất là ít, không ăn được đồ béo nè, không ăn được đồ béo, không ăn được cơm. Đấy là hai cái món mà giúp cho mình là không thể mập nổi rồi đó.
đó là dị ứng luôn. Khi mà chị ăn cơm nhiều á, Ly ăn cơm nhiều thì Ly sẽ không ăn được những món khác. Nên nếu mà muốn ăn nhiều món hơn là không nên, thì không ăn cơm, không nên ăn cơm. Thứ hai là uống sữa vào là bị dị ứng, uống sữa vào là bị tụt huyết áp hay là bị hay bị buồn nôn hay lại bị chóng mặt, là một dị ứng với sữa là từ bé rồi. Đúng rồi, 25 tuổi là già rồi còn gì nữa. 25, lên hàng 25 là đã già rồi. Lên hàng 20 là đã thấy già rồi đó. Chị ơi, muốn cắt môi trái tim, chị biết bệnh viện nào? Em qua bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ đi, 331 Nguyễn Trãi của bác sĩ Chiêu Quốc Thái đó. Bệnh viện mà chị đại diện. 25 tuổi mà nhìn chị như bé 98, 99 ấy hả? Cảm ơn em Ngọc Bảo, chị nói chị dễ thương lắm thiệt. Chắc là nghe giọng chị điệu lắm đúng không? Bún thung, ở đây không có rùi để bún nên bún đại, bún phong long. Sao lâu quá không quen ai và đại ca chứ, quả này khiến chồng lắm. Không phải là không quen ai mà cũng có quen rồi, nhưng mà lại chia tay rồi. Xem nãy giờ mà nghe 25 là già chắc thúi đi ra. Chắc thúi đi ra. Em rất xinh đẹp, chúc em luôn thành công cúng con. Cảm ơn ạ. Chị dùng sao hiệu gì vậy? Nguyễn Quốc Trường Thịnh. Chỗ đàn bà con gái nói chuyện chưa, qua đây làm gì vậy ông nội? Đẹp quá nữa chứ. Con trai có 1,5m gọi là lùn chứ còn gì nữa. Trời ơi vậy cũng hỏi nữa. Em thấy chị hợp với anh Chi Dân lắm, ước gì hai chị thành đôi. Chi Dân có người yêu rồi. Bữa nay nhìn chị khác quá à. Minh Châu, chị đáng yêu quá đi. Ngô Quốc Linh, cảm ơn em. Mối tình đầu của chị là bao nhiêu tuổi vậy? Mối tình đầu của chị là năm học lớp 11, 12. Lên sinh viên năm nhất là 3 năm. À không, hình như là cuối năm 11 mà. Vậy là tính ra có 2 năm thôi. Sáng nay chị có đi họp báo phim Hùng Phạm. Chị bao giờ hối hận vì đã phẫu thuật thẩm mỹ không? Em thấy hồi trước chị xinh hơn. Không, chị rất là hài lòng khi mà chị phẫu thuật thẩm mỹ. Quyết định phẫu thuật thẩm mỹ của chị là một quyết định đúng đắn. Chị chưa bao giờ thất vọng vào những gì chị đã làm cả. Mà thấy chị mặc áo dài xinh lắm, không biết đại ca thích mặc áo dài không? Áo dài thì rất là thích mặc, nhưng mà trời thời tiết mà nóng như thế này là mặc bị rớt điện thoại mà. Thời tiết như thế này là mặc áo dài là hơi bị mệt đó. Thì có rốt rồi, để đợi một xíu để gặp lại con. Nói chuyện lâu quá nên đi. Cái cây giá đỡ nó cũng rớt luôn à. Khuôn mặt đẹp hơn, nhìn tay hơn. Khi nào chụp ảnh dã ngoại đi? Ngày xưa lúc mới vào nghề thì toàn là chụp ảnh dã ngoại, bây giờ thì chụp ở trong studio không à. Nếu phẫu thuật đẹp như em thì rất nên. Đúng rồi ạ. Em nghĩ là nếu mà đã nói là phẫu thuật thẩm mỹ thì phải đẹp,
phải là đã nói là làm đẹp rồi thì phải đẹp chứ, đâu mà ai đi xấu mà đi làm cho mình xấu thêm đâu, đúng không? Nói chung là phẫu thuật thẩm mỹ ngoài cái đẹp ra còn phải có sự may mắn nữa. Và thật sự không phải ai cũng may mắn phẫu thuật thẩm mỹ được đẹp đâu. Có rất là nhiều người bị lỗi nhá. Có những người sửa đi sửa lại rất là nhiều lần nhưng mà vẫn không được đẹp. Đó gọi là không có duyên và kém may mắn. Nên trước khi mà phẫu thuật thẩm mỹ thì Liên nghĩ là các chị em phải nên suy nghĩ thật là kỹ để không phải hối hận. Và phải tìm hiểu bệnh viện nào uy tín, hoặc là phải có người đã từng đến đó phòng thẩm mỹ rồi. Chị mặc kimono nhiều rồi mà, chỉ có hai cái album mặc kimono rồi đó. Em nói gì đây? Nếu mình bị đau bao tử vậy mình có thẩm mỹ được không? Cái bao tử đâu có ảnh hưởng gì tới việc thẩm mỹ đâu bé. Chị cũng bị đau bao tử nè. Chị bị đau bao tử kinh niên luôn á. Chị bị viêm son mà chị vẫn làm mũi được nè. Mắt chị cận mà chị vẫn cắt mí được nè. Jay Đen Bùa chúc em thành công trong mọi việc và trẻ đẹp hoài. Cảm ơn anh. À, Hồng Phạm, chị thật may mắn. Giờ chị đã đẹp lắm rồi. Thương chị, cảm ơn em Hồng Phạm. Hình Ngọc Hân, nhìn mặt chị nay sợ quá. Ờ vậy hả, vậy em đừng có xem chị nữa nha. Nếu mà em sợ, nếu mà chị đã làm em sợ thì em đừng có nhìn chị nữa. Như vậy sẽ làm cho chị cảm thấy rất là buồn. Tại vì chị đã làm người khác sợ. Vậy em hãy out ra cái livestream này của chị đi nha bé. Chị hết cận chưa? Chị vẫn còn cận chứ, chị đeo lên cận nè. Chị cần bao nhiêu độ, chị cần nhẹ lắm nên bình thường chị không cần đeo lên cũng được. Bên này là 125, bên này là 175. Bệnh viện thẩm mỹ của chị ở ngoài Hà Nội hay ở Hồ Chí Minh? Bệnh viện thẩm mỹ của chị là chỉ có một địa điểm duy nhất là ở 331 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất thôi. Tại bác sĩ chỉ có một bác sĩ thôi nên không thể có chi nhánh khác được. Ân Hà, chị như người Thái Lan hả? Thả tim cho chị nè chị ơi, chị dễ thương lắm. Starbomb Thu Hà, cảm ơn các em nhiều nha. Wow, hồi nãy giờ nói chuyện gì mà vẫn còn nhiều người xem livestream của chị quá, của Ly quá. Ừ, chị nói tóc nè, chứ tóc bình thường không có dài nè, tóc bình thường nè. Nối như vậy thôi, hứng nối thay đổi vậy thôi, vài hôm là đi tháo ra bây giờ. Chị hả? Chị đâu có làm răng đâu. Chị xài kem dưỡng Ego mới nói đây. Đây là kem dưỡng. Chị đang dùng kem dưỡng này, S2B Beauty. Chị livestream bằng điện thoại đó. Chị nối tóc ở bên 222 Nguyễn Văn Luông, quận 6, vàng Oscar. Hình như chị nối tầm 4 tiếng hay 5 tiếng gì tính cả nhuộm luôn á. Nói chung là phải chịu khó ngồi. Vì nối và đẹp thì phải chịu khó thôi, cái gì cũng cần có thời gian hết á. Nên mọi người cố gắng nếu mà thích đẹp. Lần đầu xem like của chị gì đấy, mất tiêu rồi. Chị có bí quyết gì để ốm được không? Nãy giờ hả, 100 người là hết 99 người hỏi về giảm cân rồi đó. Đã nói là hả, người ta ốm kinh niên từ nhỏ mà. Chị nhiêu tuổi vậy? Chị sinh năm mọi người có thể hỏi câu nào khác được không? Không phải mình chứ, mắt chị đẹp quá trời ơi. Chị phẫu thuật
bớt bao nhiêu hả? Hôm qua hình như tính bao ra bao nhiêu ta, 100 mấy chục triệu á, cả mắt cả mũi cả cằm cả ngực luôn. Ba bao một Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư, Chinh quận nhất, bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ của bác sĩ Chiến Quốc Thái. Thuộc lòng luôn á. Hôm bữa em thấy chị ở Takashimaya, ở với bạn đi ngồi nhìn chị ốm xinh. À hôm đó chị đi cùng với bốn bạn nữa đúng không? Chả, cắt mí khoảng bao nhiêu tiền vậy chị? Hình như tầm bao nhiêu nhỉ? Cắt mí bao nhiêu nhỉ? 10 triệu hay sao á. Chả nhớ đó, hôm bữa chị có cái bảng giá mà liền nó mất tiêu rồi. Hồi đó chị học ở bên khoa tài chính ngân hàng. À, nhưng mà học khoảng tầm đâu 2 năm rưỡi, còn có nửa năm nữa là ra thi. Mà hồi đó lười học lắm, suốt ngày đi chơi, cúp học, chả thèm đi học đâu. Tại vì không phải là cái môn mà mình yêu thích, cũng không phải là cái nghề mà mình ước mơ theo đuổi, nên mình không có mục tiêu để mà không có mục tiêu và không có cái gọi là cái gì nhỉ, gọi là cái gì để cho mình theo đuổi nó nha. Thôi nói chung là quên từ đó rồi. Thì tự nhiên thì đến lúc đó thì chị thi thi hai cuộc thi về hoa khôi của trường. Thế là được giải hoa khôi. Xong cái mấy anh photo mời đi chụp. Rồi mấy cái shop thời trang nhỏ nhỏ mời đi chụp, cũng đi cày đó. Xong rồi được một cái phim nhựa, phim biết chất liền á, phim nhựa 3D quay cùng với của đạo diễn Lê Bảo Trung á. Xong rồi nghỉ học luôn. À đúng rồi, động lực. Tại vì mình không có cái đam, mình không có ước mơ, mình thì không có động lực để theo đuổi nó, đúng không? Đó, thế là nghỉ học luôn, đi quay phim luôn. Xong từ đó mới nghĩ là tại sao mình không chịu quyết định đi làm nghề diễn viên sớm hơn. Nhưng mà thật sự là cũng không chắc được, tại vì bố mẹ bắt buộc phải học theo tài chính ngân hàng. Bởi vì cái nghề diễn viên rất là nhiều cám dỗ, nên bố mẹ, và đặc biệt là con ở xa nhà, nên bố mẹ rất là lo. Đấy, nói chung là nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghề. Và cuối cùng thì nghề cũng đã chọn người rồi. Đúng rồi chị, nhưng chung với bốn chị đang chọn chiếc hoa á. Đúng rồi, đúng rồi. Nghề chị ước mơ hả? Từ bé là chị đã thích làm diễn viên rồi. Từ năm lớp mẫu giáo cho đến lúc mà chị ra sinh còn là sinh viên, là năm nào chị Ly cũng ở trong cái đội văn nghệ của nhà trường hết á. Là ca, hát, múa hay là văn nghệ gì cũng tham gia hết. Nên đã tiếp xúc tiếp xúc cái nghệ thuật từ nhỏ rồi. Và lúc mà ở dưới quê thì cũng đâu có nghĩ là mình sau này mình sẽ được làm diễn viên đâu, đúng không? Tự nhiên cơ duyên thôi, được vào Sài Gòn. Và nghĩ cũng là vào Sài Gòn để đi học thôi, chứ không phải là vào Sài Gòn để mà được may mắn được làm diễn viên. Tự nhiên đang đi học, thế là được đi về quay phim, thế là đã thành diễn viên. Quê chị ở Nha Trang, Khánh Hòa. Bây giờ mà la thì nói đến tối cũng không hết nữa. Nhưng mà bây giờ không la thì biết làm gì đây. Sân khấu ở trường hả? Cũng chả là lần đầu gì. Tại vì từ bé, từ năm lớp mẫu giáo là đã đi hát rồi. Thì lúc đó thì cũng bình thường, hồi nhỏ không biết sợ. Hồi nhỏ ly lì lắm, cực kỳ lì luôn, nên cũng chả biết sợ là gì đâu. Cũng đã quen sân khấu từ nhỏ rồi. Nói chuyện chảy nước mũi luôn. Xúc động quá. Nhắc lại kỷ niệm thời còn trẻ xúc động quá. Ngọc Phước trông chị mệt mỏi lắm hả? Tại vì nói nhiều quá mà. Từ chủ đề này mà sang chủ đề khác, bảo sao mà không mệt. Càng nhìn càng dễ thương. Tên thật của chị là Nguyễn Thị Lượm. À, nhắc tên mới nhớ. Để kể cái tên cho nghe. Thật ra hồi nhỏ là do chị khó nuôi, biết sao đặt tên Lượm.
À, hồi nhỏ là các em bé là ngủ, khi mà ngủ là thường hay nắm tay là như thế này đúng không? Nhưng mà khi mà Ly ngủ thì Ly là xòe tay như thế này ngủ. Xong rồi á, ngủ thì xòe tay như thế này ngủ mà cũng chả chịu khóc. Lúc mà mới sinh ra thì không chịu khóc, cứ nín. Sinh ra thì em bé thường lúc mà mới sinh ra là hay khóc oe oe, nhưng mà Ly lại không bị không khóc. Xong rồi cứ sợ là bị bệnh câm hay bị như cái gì đó thì rất là sợ, mẹ rất là sợ. Xong rồi vẫn không vẫn vẫn nuôi, nhưng mà khi mà ngủ thì cứ không chịu nắm tay mà cái tay cứ xòe như thế này nè. Xòe thế này. Xong rồi cái bà mụ đỡ đẻ cho mẹ bảo là rất là khó nuôi, nếu mà không không chịu đặt tên xấu đi thì sau này sẽ rất là gặp nhiều bệnh tật rồi bị tùm lum hết á. Ở dưới quê thì người ta có một cái phong tục đó là tên càng xấu thì càng dễ nuôi. Thì lúc đó mẹ mới nghe lời bà mụ rồi bỏ Ly ở ngay gốc cây, luyện Ly ở ngay gốc cây đó. Xong rồi bà mụ mới ẵm Ly về cho lại mẹ. Rồi mẹ mới xong rồi bà mụ mới bảo là đặt tên Lượm đi, tại vì Lượm ở ngoài trả về. Nhưng mà hồi đó thì giấy khai sinh thì vẫn chưa có làm. Thì sau đó ba mới đặt tên khác, ba đặt tên là Thương. Cái gì Thương đó, tên Thương, tại vì Thương là nghe thân thương gì đấy, hồi đó nghe ba kể. Xong rồi cũng đặt tên thôi chứ không có ghi vào trong giấy khai sinh. Thì xong lúc mà đi học thì bà ngoại lúc mà đi học thì bà ngoại mới đặt tên lại là đặt tên Luân. Thì lúc đó là nhà đã có hai hai đứa em trai rồi thì đặt tên là Luân Chiến Thắng đó. Xong khi mà học từ năm lớp mẫu giáo cho đến năm lớp 5 thì gọi là bạn bè gọi tên là Luân, Luân Luân á. Xong khi mà đi thi lên cấp 2, lên lớp 6 thì xét lại giấy khai sinh. Thì ra hồi đó cái chú mà làm giấy khai sinh ghi nhầm tên, là gọi tên ở nhà thành tên tên thật là ghi thành Nguyễn Thị Lượm. Rồi xong hết đổi luôn. Từ năm lớp 6 trở đi đến giờ là Nguyễn Thị Lượm. Còn từ năm lớp 5 trở về hồi xưa nhỏ xíu lúc mà mới sinh là tên luôn. Tay xương không mà. Cách nói chuyện của chị giống Lý Nhã Kỳ quá. Vậy hả? Giống hả? Chị chưa nghe chị Lý Nhã Kỳ nói chuyện như thế nào cả. Đúng rồi, đây là chương trình kể chuyện em nghe. Nãy giờ kể cũng nhiều lắm rồi đó. Nhưng mà vẫn còn nhiều người xem quá trời kìa. Mỏi quá. Nghỉ chút đi. Sao chị là đặt tên Lily Luta hả? À, cách đây lúc mà cái Facebook chưa có ra đời đâu, lúc mà mình tuổi cái lứa tuổi của chị còn chơi 360, blog 360 á, thì ở trên đó nó có một cái trang web liên kết với blog 360. Thì nó ghi là lấy ngày tháng năm sinh của bạn để đặt tên tiếng Anh hay là tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng gì đó tùm lum hết cho mình. Là có nghĩa là lấy cái ngày tháng năm sinh đó dựa vào ngày tháng năm sinh để mình đặt tên cho mình. Có nghĩa là tên của chị là 21 tháng 6 đúng không? Là 21 là cái tên Lily, còn 06 là Luta. Nhưng mà cái Lily đó là bên tiếng Anh, còn Luta là bên tiếng Nhật. À, bên trong mười mình Đức. Thì chị kết hợp lại giữa tiếng Anh và tiếng Nhật, Lily Luta là 21 tháng 6. Nhưng mà cũng có một số bạn lúc đó hỏi cái trang web nó tên gì ở đâu, nhưng mà chị nghĩ là cách đây cũng mười mấy năm rồi, người ta xóa mất tiêu rồi, cái trang web đó cũng không còn tồn tại nữa. Song tử, đúng rồi, 21 tháng 6 là song tử. À, cuối song tử đầu cự giải con lai.
Ai buồn. 15 phút nữa đi ngủ. Làm nghệ thuật có áp lực không chị? Cách đây một năm thì chị cảm thấy thực sự rất là áp lực, nhưng bây giờ thì hết rồi. Nó giống như là sống chung với lại dư luận rồi, chả còn cái gì áp lực cả. Áp lực ở đây chỉ là đôi khi việc nhiều quá thì hơi mệt thôi. Bữa ra Nha Trang chơi với bọn con nị hả Ly? Riêng phí đâu có chơi với ai đâu. Trần Thị Mỹ Linh, chị thân thiện quá. Mai Anh, em cũng song tử nè. Hồng Phạm, chị còn tập gym không? Bữa giờ chị lười quá, chị bỏ mấy tháng nay rồi. Phương Thanh, chị dễ thương, nói chuyện cũng dễ thương. Nguyễn Bảo Xịn, chị cũng vậy nha. Bảo Trần, chị xinh quá. Nguyễn Vũ, ăn cơm chưa đại ca? Kéo xỉu quá. Trời ơi, thèm trái cây quá đi. Thôi chuẩn bị dọn dẹp cho xong rồi đi ngủ. 8 như vậy là đủ rồi. Để lần sau còn 8 nữa. Chứ nói nhiều quá lần sau không có còn cái gì nói. Đúng không? Bye bye chị, bye bye em. Ngủ đi, ngủ đi. Bye bye mọi người. Ngáp đỏ mắt luôn. Bye bye. Hôm sau mình lại tám chuyện tiếp nha. Chúc mọi người giờ này cũng chiều rồi. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ.